Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới của truyền hình Thông tấn. Mở đầu bản tin là những thông tin đáng chú ý chúng tôi mới cập nhật. Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, chính phủ Malaysia đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá mặt hàng giấy màng BOPP nhập khẩu từ Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Giai đoạn điều tra bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2011. Căn cứ vào việc so sánh giá trị thông thường của mặt hàng bị điều tra với giá được bán khi nhập khẩu vào Malaysia và mức độ tăng về số lượng nhập khẩu, phía Malaysia cho rằng ngành công nghiệp nước này đang bị thiệt hại nặng nề do hậu quả của các hành vi bán phá giá, bán giá thấp, ép giá của các nhà xuất khẩu. Theo quy định của đạo luật thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Malaysia, nếu các bên có liên quan không cung cấp thông tin cần thiết hoặc không cung cấp thông tin đầy đủ trong thời hạn quy định, chính phủ Malaysia có thể ra quyết định sơ bộ và quyết định cuối cùng dựa trên thông tin sẵn có. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 8, tại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã diễn ra các cuộc tọa đàm theo nhóm liên quan đến việc xây dựng và phát triển đặc khu kinh tế giữa đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan ban ngành cùng trường đại học Thâm Quyến. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng cho biết, Quảng Ninh đang trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển, mong muốn xây dựng hai khu hành chính kinh tế đặc biệt. Vì thế, các bài học kinh nghiệm của Thâm Quyến trong việc xây dựng, phát triển đặc khu kinh tế có ý nghĩa thiết thực đối với Quảng Ninh. Chiều 17 tháng 8, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc thuộc Đại học Thâm Quyến đã ký bản ghi nhớ về giao lưu hợp tác học thuật. Theo đó, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn phát triển đặc khu kinh tế của Trung Quốc, cung cấp dịch vụ đào tạo cán bộ, hỗ trợ về mặt nghiên cứu lý luận, chính sách cũng như tư vấn cho Quảng Ninh xây dựng và phát triển các khu kinh tế hành chính đặc biệt. Cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế nhận định các nền kinh tế châu Á vẫn tăng trưởng và sẽ tiếp tục thu hút mạnh nguồn vốn FDI. Dự kiến trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014, Đông Nam Á sẽ trở thành một trong những điểm đến chủ yếu của các nhà đầu tư trên thế giới. Điều đáng chú ý là cùng với việc tiếp tục thực thi chính sách kinh tế mở và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, bốn nước thành viên mới của ASEAN bao gồm Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia cũng sẽ có thành tích nổi bật trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việt Nam đang nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 7 vừa qua, đã có 2.033 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước, đạt giá trị kim ngạch 52,5 triệu đô la Mỹ. Trong đó lượng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan chiếm tỷ lệ đến 1/3 với 680 chiếc, đạt giá trị kim ngạch sấp xỉ 12 triệu đô la Mỹ. Như vậy, có thể thấy khá rõ xu hướng lên ngôi của các loại ô tô sản xuất lắp ráp tại Thái Lan được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Thái Lan đang là trung tâm sản xuất lắp ráp ô tô của khu vực Đông Nam Á với sự hiện diện của hệ thống nhà máy quy mô lớn của nhiều tập đoàn ô tô trên thế giới. Ngày 17 tháng 8, chính phủ Hàn Quốc cho biết đầu tuần tới, các quan chức thương mại nước này cùng Trung Quốc và Nhật Bản sẽ gặp nhau tại thành phố Thanh Đảo, miền Bắc Trung Quốc để tiến hành thảo luận về một thỏa thuận thương mại tự do FTA ba bên như đã đề xuất trước đó. Dự kiến, tại các cuộc thương lượng ngày 21 tháng 8 tới, các bên sẽ xem xét xây dựng một FTA đầy tiềm năng. Cuộc gặp tại Thanh Đảo sẽ giải quyết các vấn đề sơ bộ như nguyên tắc cơ bản của thỏa thuận thương mại ba bên, phạm vi các lĩnh vực kinh tế cũng như các vấn đề thủ tục. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới của truyền hình Thông tấn. Chương trình xin được tiếp tục với mục Tài chính toàn cầu với phần tổng hợp chứng khoán châu Á của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông. Sau những tuần tăng điểm liên tiếp đầy ấn tượng, thị trường chứng khoán Hồng Kông tuần qua đã giảm điểm nhẹ so với tuần trước. Điều này đã được nhiều chuyên gia dự báo ngay từ đầu tuần. Những hy vọng vào động thái nới lỏng chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giúp thị trường chứng khoán Hồng Kông đi lên trong phiên giao dịch 14 tháng 8. Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 15 tháng 8, sắc đỏ lại ngập thị trường do lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc, khi mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn chưa có động thái mới nhằm điều chỉnh chính sách tiền tệ. Chốt phiên giao dịch ngày 15 tháng 8, chỉ số Hang Seng mất 239,39 điểm, tương đương 1,18%, còn 20.052,29 điểm. Tình trạng mất điểm ở thị trường chứng khoán Hồng Kông tiếp tục diễn ra trong ngày giao dịch 16 tháng 8, dù phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á khác đều đi lên. Chốt phiên, chỉ số Hang Seng giảm 89,34 điểm xuống còn 19.962,95 điểm. Tình hình có vẻ khả quan hơn trong ngày giao dịch cuối tuần khi giới đầu tư đổ xô mua vào. Chốt phiên giao dịch ngày 17 tháng 8, chỉ số Hang Seng Index tăng 153,12 điểm, tương đương 0,77% lên mức 20.116,07 điểm. Như vậy, so với tuần trước, tuần này chỉ số Hang Seng đã mất 20 điểm. Theo một số chuyên gia chứng khoán Hồng Kông, trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế Trung Quốc còn đang gặp khó khăn như hiện nay, nhà đầu tư nên thận trọng khi mua vào và nên kiên trì chờ đợi đến khi chỉ số Hang Seng xác lập rõ xu thế. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên giao dịch cuối tuần với sự đi lên của cả ba chỉ số chính.
trong đó chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,19% lên 13.275,20 điểm. Bên kia bờ đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,31% lên 5.852,42 điểm. Vàng thế giới tăng giá nhẹ trong phiên cuối tuần, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tục sau khi giảm giá khá mạnh trong liền hai phiên đầu tuần. Đóng cửa tại New York, giá vàng giao ngay tăng 1,1 đô la Mỹ, chốt ở mức 1.616,8 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giao tháng 12 tăng 20 xu lên 1.619,40 đô la Mỹ một ounce. Hãng tin Reuters cho biết số phận của vàng đang tùy thuộc vào quan điểm của các ngân hàng trung ương đối với việc nới lỏng thêm chính sách khi mà nhu cầu vàng vật chất đang giảm mạnh trên toàn cầu, dẫn đầu là sự suy giảm tại các thị trường Ấn Độ và Trung Quốc. Triển vọng lạc quan về kinh tế Mỹ cũng như mối hoài nghi về khả năng công bố kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đã giúp dầu đảo chiều tăng giá trong ngày thứ sáu. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 trên sàn NYMEX tăng 41 xu, 0,4% lên 96,01 đô la Mỹ trên một thùng, mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 5. Giá dầu Brent giao tháng 10 trên sàn giao dịch London giảm 1,56 đô la Mỹ xuống 113,71 đô la Mỹ một thùng. Chênh lệch giữa giá dầu thô tương lai và giá dầu Brent thu hẹp từ 19,38 đô la Mỹ xuống 17,39 đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại khiến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tăng hơn 16 lần kể từ cuối năm ngoái. Trong khi đó, nền kinh tế các nước khu vực ASEAN lại được kỳ vọng có mức tăng trưởng mạnh mẽ. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Đỗ Khiêm, trưởng đại diện quỹ Multi Asset Group khu vực châu Á. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông Đỗ Khiêm, ông có thể cho biết về vấn đề tài chính ngân hàng của Trung Quốc hiện nay đang có sự thay đổi như thế nào? Về vấn đề tài chính, tôi cho rằng những câu hỏi liên quan đến vấn đề này đang làm nguội đi vấn đề nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng của Trung Quốc. Trên thực tế, các ngân hàng Trung Quốc đang giao dịch với một tỷ lệ giữa giá thị trường và lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phần của một công ty. Và lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường hay được gọi là tỷ số lợi nhuận trên vốn ROE cao. Chính vì vậy, lợi nhuận ròng hay mức thu nhập ròng trên vốn cổ phần của cổ đông rất tốt. Nếu xét theo khía cạnh này thì rõ ràng chúng ta đang đánh giá quá cao hệ thống ngân hàng của Trung Quốc. Nhưng câu hỏi lớn được đặt ra là tỷ lệ nợ xấu của Trung Quốc hiện là bao nhiêu? Các nhà đầu tư có được cung cấp đủ thông tin về các khoản nợ xấu này để họ có cảm giác yên tâm khi đầu tư vào ngân hàng hay không? Tôi cho rằng các nhà đầu tư đã tính tới điều này, nên họ đã không đánh giá quá cao hệ thống ngân hàng của Trung Quốc. Thêm vào đó, việc bãi bỏ một số quy định trong ngân hàng khiến mức lãi ròng bị hạ thấp. Đây là một trong những lý do gây ra phản ứng tiêu cực, đồng thời giải thích vì sao các nhà đầu tư vẫn lưỡng lự khi đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng tại nước này. Thưa ông, hiện các nước trong khu vực Đông Nam Á đang được đánh giá với mức tăng trưởng tốt, với GDP của Thái Lan vẫn giữ được mức tăng trưởng cao so với các nước khác trong khu vực. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này? Tôi cho rằng chỉ số GDP không đánh giá được nhiều, vì chỉ số này chỉ thể hiện mức giá cả tăng giảm. Tôi muốn nói là thị trường Thái Lan đang phát triển rất tốt. Điều đó thể hiện kinh tế nước này đang trên đà đi lên. Tôi thích khu vực ASEAN bởi vì khu vực này có mức tiêu dùng và phát triển ổn định, vững chắc hơn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang lan rộng tại nhiều nước trên thế giới. Nếu so sánh các nước ASEAN với các nước khác như Hàn Quốc hay Đài Loan, không phát triển ồ ạt và bùng nổ như Hàn Quốc hay Đài Loan, hai nước này bị tác động mạnh với xu hướng giao dịch toàn cầu, trong khi các nước ASEAN lại bị ảnh hưởng nhiều bởi Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, than đá hay năng lượng từ các nước ASEAN nhiều hơn so với các mặt hàng xa xỉ khác. Vì vậy, thị trường ASEAN đang đóng vai trò là nhà cung cấp chủ chốt các mặt hàng lương thực cho Trung Quốc và Ấn Độ. Do đó, hầu hết các nền kinh tế trong khu vực này phát triển tương đối ổn định hơn. Tuy nhiên, ASEAN hiện không còn là thị trường giá rẻ như trước đây. Thực tế, giao dịch trung bình của ASEAN vào khoảng 13 lần so với mức 8,3 lần của Trung Quốc. Đây là mức giá tương đối tốt. Vì vậy, các nhà đầu tư đang có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào khu vực ASEAN bởi động lực phát triển tại khu vực này. Xin cảm ơn ông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.